Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tối 18 tháng 7 tại nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào, tỉnh Nghệ An, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban tổ chức lễ hội Uống nước nhớ nguồn đã cử hành lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, quân tình nguyện, chuyên gia quân sự hy sinh trên chiến trường Lào. Khóa lễ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, tôn vinh những tấm gương của lớp cha anh đi trước và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay. Trong văn tưởng niệm, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã ca ngợi các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh tuổi thanh xuân vì độc lập của dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào là nơi tập trung các phần mộ của hơn 11.000 cán bộ, chiến sĩ tình nguyện và chuyên gia quân sự hy sinh trên chiến trường Lào. Buổi lễ diễn ra với các nghi thức dâng hương, dâng hoa, tụng kinh cầu siêu, tưởng niệm. Hàng nghìn ngọn nến, bông hoa đã được các Phật tử và nhân dân khắp mọi miền dâng lên, thể hiện lòng tri ân và báo ân của Đạo Phật.